Xin chào cả nhà. Thì tiếp tục ngày hôm nay mình tới nhà vườn của chị Thanh Trà để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai con mai giống nha cả nhà. Thì rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ chị Thanh Trà nha. Nhà vườn mình ở Phú Hội, Vĩnh Thành, Cái Lết, Bến Tre nha cả nhà. Rồi em chào chị nha. Chào em nha. Dạ. À, hôm nay á thì chị nhờ kênh của em á giới thiệu giùm cho chị một cái lô mai mà 1 mét này nha. Rồi 1 mét luôn. Đây. Trời ơi, 1 mét mà cây tốt. Tốt mực mà luôn. Kỳ bự chảng luôn nha nhà. Này. Cái lô này là quấn rễ cũ nha. Nói chung là quấn rễ cũ không à. Chứ dạ. không có rễ này rễ kia gì tơn á. Dạ. Chỉ là quấn rễ cũ thôi à. Nhưng mà nếu mà nè. Cây là từ 1m đến 1m2 như cái loại này thì ai mua mà làm lục bình á, cái mình dạ. bán làm lục bình nha. Mét tới 1m2 đang lục bình là ok luôn nha. Dạ. Đó. Còn cái loại nè. Này nè. Cái loại này thì mình mua trồng. Dạ. Nó ví dụ nó cũng là cả mét nè, thấy không? Nhưng mà nó nhánh nhiều hơn, gốc nó cũng đẹp nữa. Dạ, gốc nó cũng mập hơn. Quá trình nhánh luôn nè. Ừ. Một mét tới 1m2 luôn nè. Nhìn coi cái gốc kìa. Cái gốc nó bự quá anh chị. Gốc thì cái có nhầm cây nó mình tính từ cái gì quên rồi ta, từ điếu thuốc ta lên đi, tính đây. Vậy đi. Cụ nở. Bán ví dụ như đây nè, gốc mà đang lục bình thì lấy tầm điếu thuốc là vừa rồi. Dạ. Nó không bị hao. Còn cái gốc trồng thì mình lấy to hơn chút nha. Từ 1 mét đến 1m2 quá chừng bự là mình bán 8.000 một cây. 8.000 cây. À, 8.000 một cây á là 50 cây mình sẽ bao phí hết nha. Dạ. Đó, tại này nó bự quá, phí nó nặng dữ lắm. Dạ. Nó bự nè. Đâu rồi? Không biết chị cao được mét mấy ta. Nè. Đây. Rồi ơi, tới ngang ngực hang. À nè. Dạ. Không? Cao ghê nha. Mét tới 1m2 đi, mình nói vậy đi. Dạ. Không biết chị. Rồi. Xùm xê luôn đó nha. Còn cái mà cỡ 7-8 tấc này nè, 7-8 dạ. tấc như cỡ cái... nè. Nè. Cái mấy cây mà 7-8 tấc này á thì bán 6.000 cây. 6.000 cây thôi vậy đó. Dạ. 7-8 tấc. Nè. Đó. Giống mai này, giống mai gì chị mai giảo á. Dạ mai giảo ha. 7-8 tấc thì mình bán 6.000 một cây. 6.000 cây thôi. Dạ. Còn cái mà từ mét tới mét 2, nói chung mét tới mét 2 thì là 8.000 một cây nha. Dạ. À, cái lô nhỏ cũng 50 cây gửi hàng luôn hả chị? À, thông thường 20 cây là mình gửi rồi, loại dạ. nào cũng vậy trơn á. 20 cây mình gửi, 50 cây mình sẽ bao phí. Dạ. 50 cây sẽ bao phí. Rồi, bên này số lượng mình còn nhiều quá anh chị. Còn cũng được, cái lô này còn khoảng vài ngàn nữa. Đây, cái vài ngàn nữa, nó to đẹp ghê ha. Ừ, cây, ở trong đây nè em ơi. Nè. Cây đợt này vô lớn. Đây nè, nè em dòm nè. Nó cao vậy nè. Trong này nè. Thấy không? Nè nó cao ghê không? Dạ. Tới càm chị luôn. Nó cao tới càm luôn nè. Mai này làm lục bình là hết sảy ha. Lục bình rồi nè, mấy cây mà nhánh đẹp á thì dạ. mình trồng, nè bán cho người ta trồng. Đó. Gió quá. Gió quá thôi nha. Gió quá thiệt luôn. Ừ. Rồi nguyên luôn nè, nguyên lô mai nè. Nhìn đã. Bước gió ra. Thổi ùa qua giống như ruộng lúa vậy. Đã ghê không? Xanh mướt rồi. Như là mình mua đây nè. Cây này chắc 1m2 quá. Cao ghê nè, như cái này nè. Cái này chắc 1m2 luôn nè. Cây này làm lục bình là đẹp lắm nè. Mình làm lục bình thì mình lựa mấy cây nó thẳng thẳng nó chị? Thẳng mà nó thon thôi. Nó đều chứ chứ mà cái gốc nó mập quá cái mình làm lục bình nó về dễ bị hao lắm. Dạ. Thon cái này là bằng điếu thuốc nè, to hơn điếu thuốc một chút à. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Cây này để coi, cây này tới đâu, tội cây này tới tới cổ luôn á. Tới cổ luôn rồi. Cao dữ. Cây này tới đó, cổ đó luôn. Đó thì 8.000. Trời ơi còn cây này bự nè, coi nè. Ôi giời. Trời ơi. Ôi, rễ dữ rồi ta. Nè. Đó, quá chừng rễ luôn rồi ơi. Nè, cây nè. Dã man cây này luôn á. Con vậy mà chứ nó mạnh dữ ta. Mạnh chứ nó mình đi kích rễ nhiều là cây nó đẹp à. Rễ cũ không ha. Khủng khiếp. Nhổ luôn, nhổ luôn. Thôi mai nói chứ là giá này á à, cũng là khá là ổn luôn rồi nha bà con. Dạ. À, như mình có nhu cầu tầm mai thì liên hệ với em nha. Dạ. À, từ hôm bữa giờ cũng nhờ kênh của em mà chị cũng có nhiều khách biết đến chị á. Dạ. À, số điện thoại của chị Thanh Trà mình có để ở góc trái màn hình nha cả nhà. Cả nhà tham khảo. 0397
529 539. Dạ. Rồi. Có Zalo luôn nha cả nhà. Nhà cứ trao đổi thoải mái. Đây. Nó lục bình đây. Cao ghê. Cây cứng cáp ngon lành cả nhà ơi. Còn cái này trồng. Dạ. Trồng là đẹp ha. Ừ. Trồng này chắc Tết này tổ bông luôn nha cả nhà. Dạ. Cây này trồng Tết tổ bông luôn rồi nè, cây này nè. Trồng này Tết có bông luôn rồi. Đó. Nhà vườn mình ở Phú Hội nha cả nhà. Mình lại vườn mình lấy thì giá Bến Tre. Mình giá ok nha cả nhà. Mình lại vườn mình lấy đi. Đại vườn lựa lấy. Thoải mái hả chị? Thoải mái. Nói chung là lại vườn cũng lựa lấy sao đó lựa ha. Dạ. Có điều kiện cái loại nhà vườn lấy nha cả nhà. Rồi. Cuối clip chị nè, chị Trạc có lời gì không chị Trạc? Cuối clip thì em cũng mong cả nhà là tiếp tục lại ủng hộ em như bữa giờ nữa nha. Yeah. À, thấy là bữa giờ thì có nhờ kênh của em này cũng như là đăng lên đó. Thì yeah. Thấy cũng có rất là nhiều người ủng hộ cho nên rất là mừng. Cho nên bán cũng đỡ. Yeah. Cũng nên cũng rất là mong cả nhà tiếp tục ủng hộ nữa vậy đó. Yeah. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Cả nhà thương tình thì ủng hộ chị Thanh Trà tiếp tục nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.